Sáng ngày 5 tháng 4, tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên trong các ngân hàng thương mại nhà nước tại tỉnh về các đảng bộ ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương theo quy định số 60 ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Ban Bí thư quy định về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, ông Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, lãnh đạo Đảng ủy các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các huyện ủy, thị ủy trên địa bàn. Hội nghị đã công bố 4 quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên đối với 14 tổ chức đảng và 443 đảng viên trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Đảng bộ các huyện, thị xã chuyển về trực thuộc các Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, các ngân hàng đã thực hiện đúng chức năng, quy chế, hoạt động hiệu quả, đem lại nhiều kết quả thiết thực. Có nhiều tổ chức đảng 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của khối tài chính tín dụng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Hiện nay, tăng trưởng của tỉnh đạt trên 7%, quy mô nền kinh tế của tỉnh đứng 28 trên 63 tỉnh thành, chính nhờ sự nỗ lực phấn đấu và trách nhiệm của các tổ chức khối tài chính tín dụng. Phó Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, tuy đã chuyển giao và hoạt động theo mô hình mới, nhưng các tổ chức đảng và đảng viên vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh và mong muốn các tổ chức đảng và đảng viên sẽ tiếp tục đóng góp cho địa phương, nhất là đồng hành trong thực hiện công tác an sinh xã hội. Về phía địa phương, tỉnh sẽ phối hợp tốt với Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao.